Saya semakin membayarnya di kampung ada. Jangan. Rồi hai làm tôi đi về. Rồi hai làm mua rồi. Ôi, anh đi làm sai rồi. Đẩy mới đẩy mới đẩy. Biết đẩy à? Có thấy ai đâu? Cái bọn này hứng to. Đừng có hứng cho em ơi, từ từ thôi. Vô hàm á, vô hàm á. Ok. Thế phun gì đây? Phun bên nào? Tiên pi luôn. Ừ, tiên pi chứ. Đúng rồi, không phun A đi. Nếu như là A thì mình phun A. Có đẩy không? Đây nó thủ nhà đấy. Nhà, nhà, nhà có, nhà có. Trên A nè, nhà nghe hẻm nè. Rồi đi đâu đây? Chắc là mình đi A thôi. Rồi, mình ăn được bức cả. Hầm có này. Ui giời ơi. Bạn ơi, đừng nói lại mình có lâu chưa. Lầy đi. Lục đồ bò chúng tôi. Hầm có đấy mày. To lát này hay lắm. Ui giời ơi. Đâu ấy. Trời ơi. Ngoài. Thì hay đấy. Đấy. Cầm cầm. Ở trong. Hồi xin, hồi xin, hồi xin, hồi xin có. Này thì hồi xin với chúng tôi này. Úi dồi ôi. Đâu rồi, em rồi. Em đang làm gì vậy? Em á, đang lấy tốt, hay lắm bạn ơi. Rồi, đẩy mít luôn này. Rồi, thông sơn à. Đây cả thông sơn. Bạn ơi mình làm gì sao không sơn băng không sơn vô hầm bay. Okay. Hầm bay, hầm bay. Nó cầm TMP rồi nhá. Nói nó hướng ra mà bắn trước em ạ, thấy nó cầm TMP rồi. Căng vậy mình vào đây căng đấy cho cái đút này con ăn cũ em ở đây đó. Ui bay đấy thổ lục này yếu quá đấy. Nó ở mic. Nó yếu quá, nó không thấy anh mà tự dưng anh bắn không giết được nó, sợ thật. Quả đấy mà cầm một khẩu lục thôi là nó chết rồi. Đừng phải đại cho em. Ôi, quên. Quên nói, hẻm A có TMP. Không, quả vào đấy nhìn nghe cũng không biết là TMP ở hẻm A hay là ở mic. Thì bây giờ là hẻm A rồi đấy. Ôi. Đâu ấy? Ôi kìa, cầm mít bên trái nhá. Cầm mít bên phải nhá, cầm mít nhá. Cầm mít. Phải luôn ở bên dưới anh. Phải là. Em nghĩ khẩu này có thể cấu được máu nó không? Chắc là không. Đấy bên dưới anh luôn. Rồi. Kìa. Rồi. Ui, xong rồi. Ui ơi. Cái đó ui xây luôn. Cạn lời. Không thấy đích nào được kìa. Mà mình bắn xuống nó không cấu được máu, nó bắn lên cấu được kìa. Sợ thật. Đi thế này thì mất mặt đó. Anh quên cài súng rồi em ạ. Lát em vứt cho anh một khẩu súng đi. Đi cài. Ok cơ, anh thích khẩu súng gì nữa đồng chứ? Súng gì mà nó vừa to vừa dài được rồi. Bà chết à? Bà chết à? Bà chết à? Bà chết dài lắm. Nói anh thích súng gì em đưa cho. Súng gì bây giờ? Súng gì mà một phát clear hết team bạn ấy thì được. AK luôn. Thôi em cầm đi. Anh thấy okay, ui. Vãi đái, nó đẩy lên nhà em ơi.
Từ em ơi, sao em không bắn TMP đi? Bạn ơi, mấy giờ rồi con treo? Mà bạn là ai nhỉ? Mic có, mic đầy, mic đầy, mic kia em ơi. Mic 2. Ui, vai trưởng nó ở hầm B kìa. Nó hay lắm. Cái gì vậy? Trời ơi. Kìa, trên tháp. Trời. Trời. Trò đổi này giỏi. Giết được kìa. Người lạ ơi. Đậy lên hộ bố mày cái. Cái lần mà em sao? Ôi thôi xong rồi. Em nói cái gì vậy? Em nói đúng cái lúc mà nó đẩy lên làm anh không nghe cái gì cả. Sợ thật. À, tụi này hết TMP rồi. Nó full TMP rồi. Vâng, nhà phát hành bảo là TMP cái khẩu lục đầu bò này ngon đấy. Hãy mang thử vào xem cân được TMP không. Rốt cuộc là vẫn là không. Úi giời ơi bạn ơi, mình biết. Tôi đẩy mít này. Thôi đi hầm đi. Hầm B. Hầm B2, 1 cung 1 TMP. Cái đâu xây phải cả level 98 á. Hầm B lên nhà, hầm B lên nhà. Sợ thật, mình ăn nó được có 4 máu rồi. Nó ăn luôn luôn mình. Cái khẩu này bắn cũng hay xui nữa. Nó hay lắm ở nhà kìa. Ui dồi ôi, tôi xong rồi. Người lạ ơi, xin hãy tha em được không? Em gần chết rồi. Không mới xuống, em chỉ mang mỗi AK gỗ. Em gần chết rồi, sao nó lại vẫn tương kích tương đạn vào mặt em, hiểu không? Sợ thật. Rồi hay lắm kìa. Rồi hay lắm, tôi này thì lắm. À tiến sư nhà mày vào đây. Thôi. Đâu nhỉ? Mình chui hầm rồi. Rồi. Hầm B có lục đầu bò ấy, cẩn thận. Nhà mày full không? Hầm A có 2 đấy, 1 TMP 1 ấy. Ồ, bắn nó 90 máu rồi, 90 máu rồi, 90 máu rồi. Đừng nói hết. Ui xôi. Ăn mỗi thằng 90 máu. Nó sấy headshot luôn mới chừa. Sợ thật. TMP mệnh quá. Còn hàng kia, còn hàng kia hẻm A. Còn hàng kia hẻm A. Hẻm A không yếu. Hẻm A mệnh ấy. Ui xôi. Bét.
Yeah.